chương trình truyền hình Việt Nam vùng Hoa Tỉnh Đốn xin trân trọng kính chào quý vị. Đây là chương trình phát hình lần thứ 1209. Ngoài phần tin tức và thông báo cộng đồng, xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh sinh hoạt của cộng đồng người Việt quốc gia tại thủ đô Hoa Tỉnh Đốn và vùng phụ cận. Mở đầu là phần lượt thực những tin tức quan trọng trong tuần qua. Thượng viện thông qua dự luật về xa lộ. Những mảnh vỡ có thể giúp hóa giải vụ biến mất bí ẩn của máy bay của hãng hàng không Mã Lai. Mỹ bổ sung danh sách trừng phạt Nga liên quan đến Ukraine. Trung Cộng tố cáo Hoa Kỳ có ý định quân sự hóa Biển Đông. Điều tra nha sĩ Hoa Kỳ bắn chết sư tử Cecil ở Zimbabwe. về Taliban ở Afghanistan, loan báo lãnh đạo mới. Sinh viên Đại Bắc phản đối sách giáo khoa thần Trung Cộng. Và sau cùng là những trở ngại còn lại trong vòng đàm phán hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP tại Hawaii. Sau đây là phần tin chi tiết, tin hoa thịnh đốn. Thượng viện vừa thông qua một dự luật giao thông dài hạn, nhưng các nhà lập pháp tại Hạ viện đã đi nghỉ hè, dự luật sẽ trở thành một vấn đề thêm vào chương trình nghị sự vốn đầy ngạt của Quốc hội trong mùa thu này. Dự luật dài hạn 350 tỷ Mỹ Kim đã được chấp thuận vào hôm thứ Năm với tỷ lệ 65 trên 34. Dự luật sẽ thay đổi các chương trình xa lộ, giao thông, đường sắt và an toàn xe hơi. Nhưng các nhà tài trợ dự luật chỉ có thể tìm đủ ngân sách để trả cho 3 năm đầu của dự luật 6 năm. Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mitch McConnell thuộc Đảng Cộng Hòa, tiểu bang Kentucky, gọi việc thông qua dự luật là một chiến thắng cho cả nước. Ngay sau khi biểu quyết, Thượng viện chuyển sang dự luật 3 tháng, trước đó đã được Hạ viện thông qua, gia hạn quyền của chính phủ để trợ giúp các tiểu bang trong các dự án xa lộ và giao thông cho tới ngày 29 tháng 10, không có hành động của quốc hội, quyền lực trên sẽ hết hạn vào nửa đêm thứ sáu. Các nhà lãnh đạo Hạ viện muốn tạo thêm thời gian để đưa ra một thỏa thuận giao thông dài hạn. Tin từ San Andre, La Reunion. Các nhà điều tra quốc tế đã đổ tới một hành đảo nhỏ nằm ở Ấn Độ Dương để xác định xem liệu mảnh vỡ mới được tìm thấy trên đảo Reunion có phải là một phần của chiếc Boeing 777 bị mất tích hồi tháng 3 năm ngoái của hãng hàng không Malaysia hay không. Nếu đúng, đó là một phần của chiếc máy bay xấu số với 239 hành khách gặp nạn khi đang trong hành trình bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh. Nó có thể giúp đem lại lời giải cho một trong những vụ mất tích bí ẩn nhất của ngành hàng không. Mảnh vỡ bám đầy vỏ ốc và các sinh vật biển khác có thể là một phần của chiếc máy bay Malaysia bị mất tích. 17 tháng trước khi đang thực hiện chuyến bay MH370. Mảnh vỡ được phát hiện hôm 30 tháng 7 trên đảo Reunion, một lãnh thổ thuộc Pháp nằm trên Ấn Độ Dương. Ông Xavier Tietelman, chuyên gia an toàn hàng không Pháp, cho biết tôi và đội ngũ của mình đang xem xét hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn bức ảnh. Chúng tôi tìm cách tìm câu trả lời cho câu hỏi là mảnh vỡ đó thuộc máy bay nào. Chúng tôi chỉ tìm thấy đúng một sự phù hợp, đó là phần cánh của một chiếc Boeing 777. Không chỉ có hình dạng phù hợp mà các chi tiết cũng rất đặc trưng cho phần máy bay này. Các chuyên gia cho rằng sóng lớn có thể đã đẩy mảnh vỡ này tới hòn đảo Reunion. Ông Cheritha Bhatiarachi từ Viện Đại dương thuộc Đại học Tây Australia cho biết việc tìm thấy mảnh vỡ này tại đảo reunion hoàn toàn phù hợp với các sóng lớn thường thấy ở ấn độ dương xuất phát từ nơi người ta đang tìm kiếm xác máy bay ở dưới biển các nhà khoa học nói rằng thêm các mảnh vỡ khác có thể trôi tới khu vực nếu mảnh vỡ vừa tìm thấy đúng là từ chiếc máy bay mất tích thì các chuyên gia nói rằng họ có thể xác định được nguyên nhân máy bay rơi ông steve ranjo cụ phi công lái máy bay chiến đấu đồng thời là cựu phó phụ tá ngoại trưởng Mỹ nói Chúng tôi sẽ có thể xem xét sát máy bay, rồi tìm xem có những dấu vết gì đó như dấu vết của vụ nổ và điều đó có thể giúp chúng tôi xác định nguyên nhân máy bay rơi. Việc tìm ra nguyên nhân có thể giúp các thân nhân hành khách và phi hành trên chuyến bay trả lời các câu hỏi mà chưa có lời giải đáp. Tin tổng hợp Mỹ đã thêm 26 danh tên mới vào danh sách những cá nhân và thực thể bị nhắm mục tiêu trừng phạt về những hành động của Nga tại Ukraine. Bộ Tài chánh Mỹ hôm thứ Năm cho biết 13 cá nhân và thực thể được bổ sung tên và danh sách có liên hệ với việc hai ông Kennedy, Timchenko và Boris Rotenberg, những nhân vật thân tính lâu năm của Tổng thống Vladimir Putin và Kalashnikov Concern hãng sản xuất súng trường tấn công Kalashnikov đã né tránh một cách liên tục và nghiêm trọng. Những biện pháp trừng phạt hiện thời, cả ba đối tượng này đã có tên trong danh sách trừng phạt. Trong số những đối tượng mới được đưa vào danh sách có hai công ty trong lĩnh vực vũ khí của Nga, bốn cụ quan chức chính phủ Ukraine hay những người thân tín biển thủ tài sản công cộng và hoặc phá hoại những tiến trình dân chủ hay những tổ chức ở Ukraine. Năm đơn vị vận hàng tại hải cảng ở Crimea, bán đảo ở biển đen của Ukraine, bị nga xác nhận vào năm ngoái và một đơn vị vận hành phà ở Crimea. Những thực thể hoặc người được liệt vào danh sách trừng phạt của Mỹ sẽ bị phong tỏa tài sản và công dân Mỹ bị cấm kinh doanh với họ các quan chức Mỹ được trích lời nói rằng đây là những bước mới nhất nhằm duy trì tính hữu hiệu của những biện pháp trừng phạt hiện thời nhắm vào Nga, chứ không phải là một sự leo thang những lệnh trừng phạt. Tin Bắc Kinh, Bộ Quốc phòng Trung Cộng hôm thứ Năm 30 tháng 7 đã tố cáo Hoa Kỳ có ý định quân sự hóa vùng Biển Đông bằng cách gửi tàu tuần đến và tham gia tập trận tại đây. Lời tố cáo này chỉ diễn ra có một tuần trước khi một cuộc họp thượng đỉnh quan trọng về an ninh khu vực sẽ được tổ chức ở Malaysia. Bắc Kinh luôn yêu cầu Washington không can thiệp vào Biển Đông. Trung Cộng đã tỏ ra tức giận trước việc chiến hạm và phi cơ của Hoa Kỳ dàn ra trong vùng Biển Đông, đặc biệt trong tháng 7, khi Tổng tư lệnh Thái Bình Dương Đô đốc Scott Swift tham gia quan sát trên một máy bay trinh thám bắc kinh cũng bực bội vì hoa kỳ tăng cường các vụ tiếp xúc quân sự kể cả những cuộc tập trận chung với quân đội các quốc gia lân bang của trung cộng nhất là với philippines giang yu jun phát ngôn nhân bộ quốc phòng trung cộng tuyên bố trung cộng hết sức quan tâm trước tình trạng hoa kỳ đang thúc đẩy tiến trình quân sự hóa vùng biển đông và khai thác sự xích mích chủ quyền giữa trung cộng và các quốc gia trong vùng bộ trưởng quốc phòng philippines cũng loan báo với ký giả chính phủ Philippines đang cho điều tra tin tức là trung cộng lại thu nạp thêm ba đảo sang hô ở Biển Đông và tăng cường hoạt động trong vùng có bảy cát Scarborough. Tin tổng hợp, cơ quan phụ trách về cá và giả sinh của Mỹ cho biết họ đã mở một cuộc điều tra về vụ sát hại con sư tử tên Cecil hồi đầu tháng này. Trong khi nhà sĩ người Mỹ bị cáo buộc sát hại con sư tử vẫn đang lẫn trốn vì bị cả thế giới lên án, đăng thông báo trên Twitter, cơ quan phụ trách về cá và giải sinh cho biết họ đã bắt đầu cuộc điều tra và vẫn chưa liên lạc được nhà sĩ này, tên là Walter Palmer ở thành phố Eden Prairie, bang, tiểu bang Minnesota. Cơ quan này kêu gọi ông Palmer hoặc người đại diện của ông ta liên lạc với nhà chức trách Mỹ ngay lập tức. Họ cũng gọi vụ giết hại còn sư tử Sisil là bi thảm và nói sẽ đi tới nơi mà những dữ kiện dẫn tới trong cuộc điều tra của mình. Một nguồn tin nói với hãng tin Reuters rằng cơ quan quản lý cá và giả sinh đang điều tra vụ giết hại theo luật Mỹ, tạo luật Lacey, cấm giao dịch những sinh vật hoang dã bị giết hại, vận chuyển hoặc bán bất hợp pháp. Cuộc điều tra tập trung vào việc liệu ông Palmer có dính líu đến một âm mưu vi phạm pháp luật hay không, theo nguồn tin. Trong khi đó, tòa Bạch Ốc cho biết sẽ cứu xét thỉnh Nguyễn thư của công chúng yêu cầu dẫn độ ông Palmer. Phát ngôn viên tòa Bạch Ốc George Arnold hôm thứ Năm cho biết thỉnh Nguyễn thư đã vượt qua quá quy định 100.000 chữ ký cần có để được cứu xét. Ông lưu ý quyết định dẫn độ sẽ tùy thuộc vào Bộ Tư pháp Câu lạc bộ Safari Quốc tế, một tổ chức săn bắn quốc tế mà ông Palmer là thành viên trong đó, cho biết họ ủng hộ một cuộc điều tra về vụ sát hại con sư tử và đã đình chỉ tư cách thành viên của ông Palmer và hướng dẫn viên của ông ở Zimbabwe, Bron Hoss, đang đối mặt với cáo buộc hình sự ở Zimbabwe về sự việc Cecil đã bị dụ ra khỏi vườn quốc gia Hwange ở Zimbabwe và ban đầu bị ông Palmer bắn bằng cung tên. Sau đó ông ta và Bronhorst lần theo Cecil và bắn chết nó bằng một khẩu súng. Ông Palmer nói, ông ta cho rằng hành động săn bắn này là hợp pháp. Ông ta nói với báo Minneapolis Star Tribune hồi đầu tuần này rằng, ông ta không hề biết con sư tử bị tôi hạ sát là con vật nổi tiếng được người địa phương yêu mến. Và ông ta có thể đã bị hướng dẫn viên đánh lừa đây không phải là lần đầu tiên ông Palmer gặp rắc rối với hoạt động săn bắn. Theo hồ sơ tòa án ở Mỹ, ông ta đã nhận tội khai man với cơ quan phụ trách về cá và giả sinh về trường hợp ông ta bắn chết một con gấu đen ở tiểu bang Wisconsin vào năm 2006. Tin Afghanistan, tổ chức Taliban ở Afghanistan đã loan báo rằng hội đồng tối cao của họ đã chọn Mullah Ata Mansour làm tân thủ lãnh của nhóm nổi dậy ở Afghanistan. Một ngày sau khi xác nhận tin về cái chết của ông, Mullah Omar, người sáng lập ra nhóm, đoàn báo hôm thứ Sáu bằng tiếng Pashto đã được gửi đến vò bằng email bởi người phát ngôn của Taliban, Zabihullah Mujahid. Đánh tụ mới Mullah Akhtar Mansur từng làm phụ tá cho Mullah Omar và là người cầm đầu các vấn đề chính trị và quân sự của phe Taliban. Loan báo này còn cho biết là Movi Hebatula Akunzada và Movi Sirajuddin Haqqani đã được chỉ định làm phụ tá cho ông Mansour. Sirajuddin Haqqani lâu nay là người cầm đầu cái gọi là mạng lưới haqqani một nhóm chủ chiến liên kết với taliban và có căn cứ hoạt động tại khu vực bắc waziristan một trong các vùng bộ tộc của pakistan dọc theo biên giới afghanistan mạng lưới haqqani bị tố cáo về nhiều cuộc tấn công gây tử vong nhiều nhất chống các lực lượng liên minh và chính quyền afghanistan trong thời chiến tranh các nguồn tin Taliban đã xác nhận Mavi Haybatullah Akhundzada là người từng phụ trách các tòa án thời phe Taliban cần cai trị Afghanistan trước năm 2001. Mặc dù các thông tin chính thức của Taliban đã loan báo Mullah Mansur là tân lãnh tụ, các nguồn tin Taliban nói rằng ngôi vị lãnh đạo của ông Mansur đang bị tranh giành gay gắt bởi một số phe phái muốn chọn mullah và cướp người con cả của mullah Omar. Chính phủ Pakistan loan báo các cuộc hòa đàm đang tiếp diễn với chính phủ Afghanistan đã được hoãn lại sau khi Taliban xác nhận rằng lãnh tụ lâu năm của họ mullah Omar đã chết vì bệnh. Phe Taliban không cho biết mullah Omar đã chết vào lúc nào, nhưng chính phủ Afghanistan cho rằng. Ông đã qua đời tại một bệnh viện ở Karachi cách đây 2 năm. Mullah Omar, lãnh đạo phe Taliban, khi các lực lượng Mỹ tiến vào Afghanistan vào năm 2001 sau các cuộc tấn công khủng bố vào ngày 11 tháng 9 nhắm vào Hoa Kỳ. Phe Taliban ủng hộ Al-Qaeda và che chở thủ lĩnh của Al-Qaeda thời đó là Osama bin Laden, người được cho là có công lập kế hoạch cho cuộc tấn công bằng cách cướp các máy bay dân sự đã giết chết gần 3.000 người tại Hoa Kỳ. Tiếp theo sau các cuộc tấn công khủng bố năm 2001, chính phủ Mỹ đã treo giải thưởng lớn cho bất cứ ai có thể giúp bắt giữ nhiều thủ lĩnh Al-Qaeda và Taliban. Số tiền thưởng dành cho những ai giúp bắt được Mullah Omar là 10 triệu đô la. Và món tiền thưởng dành cho trường hợp của Sarah chudin Hawkwani cũng lên đến 10 triệu đô la. Mullah Omar là thủ lĩnh tối cao và lãnh đạo tinh thần của dân Afghanistan từ năm 1996. Sau khi chạy sang Pakistan, ông Omar không còn xuất hiện nữa sau cuộc tiến công của Mỹ tiếp theo là các cuộc tấn công nhắm vào thành phố New York và thủ đô Washington hồi năm 2001. Tình đại bác tại cuộc biểu tình diễn ra trong ngày thứ Sáu, 31 tháng 7, để phản đối các loại sách giáo khoa mà giới sinh viên học sinh cho rằng nhằm quảng bá cho chính sách một đất nước Trung Hoa của Bắc Kinh. Thị trưởng Đài Bắc lên tiếng kêu gọi bình tĩnh. Hàng trăm sinh viên học sinh Đài Loan đã chiếm trụ sở của Bộ Giáo dục vào sáng sớm thứ Sáu mang theo biểu ngữ và hô khẩu hiệu, kêu gọi Bộ trưởng Bộ Giáo dục đảo Đài Loan xin lỗi và từ chức. Thị trưởng Đại Bắc Ko Wen Ji xuất hiện giữa trưa thứ Sáu và kêu gọi các sinh viên học sinh biểu tình cùng giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, các sinh viên nói rằng cuộc chiến đấu của họ sẽ kéo dài và cho hay sẽ kêu gọi dân chúng đến bao vây trụ sở Bộ Giáo dục và chiếm trọn con đường mà họ cho là thuộc về người dân chứ không phải của chính quyền trong lâu dài. Hơn nhiều tháng qua, các nhà dân chủ thuộc giới trẻ chiếm các con đường đã xung đột và đẩy lùi cảnh sát vào tận bên trong trụ sở công quyền của chính quyền. Trong một cuộc biểu tình, chống lập trường ủng hộ Bắc Kinh của chính phủ đảo quốc Đài Loan, đại diện sinh viên học sinh nói rằng các sách giáo khoa được giảng dạy tại trường trung học là một phiên bản lịch sử của hoa lục nhằm mục đích tẩy não giới trẻ để họ chấp nhận chính sách một đất nước Trung Hoa. Đây là cuộc biểu tình bộc lộ chủ nghĩa dân tộc trong giới trẻ Đài Loan. Cũng như của các công dân lớn tuổi cho rằng người Đài Loan không phải là người Trung Hoa lục địa. Cuộc biểu tình diễn ra trước trụ sở Bộ Giáo dục vào cuối ngày thứ Năm, 30 tháng 7 tiếp theo, sau vụ một người đàn ông bị bắt và tự tử vì có một hành động tương tự hồi tuần qua. Tin Hawaii, cuộc thương thuyết giữa các bộ trưởng thương mại của 12 nước tham gia hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP đang diễn ra tại quần đảo Hawaii trong 4 ngày bắt đầu từ 28 tháng 7 được coi là vòng cuối giải quyết các vấn đề còn lại. Cuộc đàm phán ở Hawaii có thể đi đến việc ký kết TPP. Nhưng giới chức các nước cho rằng các vấn đề cuối cùng cũng không giải quyết dễ dàng. Các phòng thương mại đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp 12 nước TPP những người được xem là có quyền lợi và nghĩa vụ trực tiếp tới nội dung các cuộc đàm phán cho biết gần như không còn bất kỳ trở ngại nào để dẫn đến kết thúc đàm phán TPP lần này. Vòng đàm phán mới này diễn ra trong bối cảnh lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ đã quyết định trao quyền đàm phán nhanh TPA cho tổng thống Barack Obama vào tháng 6. Tuy nhiên, khi được coi là vòng đàm phán cuối cùng theo các đại diện hoa kỳ nhật bản australia thì việt nam vẫn còn rất nhiều trở ngại cần phải vượt qua các nước phát triển cũng đang lo ngại về quyền lao động tại mexico việt nam và brunei nạn buôn lậu người tại malaysia chặt phá rừng ở peru và nhiều vấn đề khác nữa những vấn đề khó khăn đối với các nhà đàm phán đang tăng lên chính yếu là do hoa kỳ do đó nếu không thể đạt được trong tuần này tpp sẽ không còn cơ hội được trình lên quốc hội hoa kỳ trong năm nay phải chờ cho đến đầu năm sau khi mùa bầu cử quốc hội và tổng thống hoa kỳ bắt đầu xin quý vị đừng rời mái chúng tôi xin tạm ngưng trong giây lát trước khi qua phần tin tức tại việt nam Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tức tại Việt Nam. Khu trục hạm chống tàu ngầm của dân Nga đến hải cảng Đà Nẵng mang tên Đồ Đốc Pentelet, số hiệu 548 của Hải quân Nga đã tiến vào hải cảng Tiền Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Cơ quan Đối ngoại Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và Tổng lãnh sự Nga tại Đà Nẵng đã đón tiếp thủy thủ đoàn, Đại tá E.V. Potapov, hạm trưởng, khẳng định chuyến thăm nhằm thắt chặt mối quan hệ truyền thống Việt-Nga nói chung và hải quân hai nước nói riêng. Trong thời gian ở thăm Đà Nẵng đến ngày 2 tháng 8, các sĩ quan và thủy thủ đoàn tàu hải quân Nga sẽ có các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tác chiến cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm an ninh trên biển cũng sẽ được tổ chức. Con tàu mang tên Đô Đốc Palette Patelet, thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga, dài 163 m, rộng 19 m, lượng giãn nước hơn 7.000 tấn, tầm hoạt động 19.400 km với gần 300 thủy thủ trên tàu. Vũ khí trên tàu gồm nhiều dàn phóng ngư lôi, dàn phóng tên lửa, phóng bơm và máy bay trực thăng. Nga là một trong các nước xuất khẩu vũ khí lớn của Việt Nam. Mới đây, tàu ngầm SQ-185 Khánh Hòa, tàu ngầm lớp Kilo thứ tư trong số 6 chiếc mà Việt Nam đặt Nga đóng theo hợp đồng ký cuối năm 2009 đã được giao cho phía Việt Nam. Mỹ không tìm cách thay đổi thể chế chính trị của Việt Nam. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam mới lên tiếng nhấn mạnh rằng Mỹ không có ý định thay đổi hệ thống chính trị của Việt Nam. Đồng thời nói rằng việc tôn trọng sự khác biệt sẽ thúc đẩy quan hệ sâu rộng giữa hai nước. Ông Ted Osius vừa gặp gỡ các nhà báo vào đầu tuần này ở Hà Nội để thông báo về kết quả của chuyến thăm lịch sử của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tới Mỹ hai tuần trước đó. Nhà ngoại giao của Mỹ cho rằng trong cuộc gặp song phương ở phòng bầu dục trong tòa Bạch Ốc, Tổng thống Barack Obama và ông Trọng đã khẳng định sẽ tôn trọng hệ thống chính trị của nhau. Trước khi trở lại Việt Nam, sau khi chứng kiến cuộc hội kiến giữa các nhà lãnh đạo hai nước, đại sứ Osius đã tiếp xúc với cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Lido, Sài Gòn, ở California. Ông Osius nói thêm rằng, không cần phải có một hệ thống chính trị giống hệt nhau thì mới có được quan hệ sâu rộng, nhiều ý kiến, trên các diễn đàn của người Việt ở nước ngoài suốt nhiều năm qua đều cho rằng cần phải thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam thì đất nước Việt Nam mới dân chủ và thịnh vượng. Kính chào quý khán giả của truyền hình Việt Nam Hoa Thịnh Đốn. Chúng tôi là Tạ Kỳ Hải từ thủ đô Washington

S&P 500 2103.84, with today cộng 1.16% và year to day cộng 2.18%. Giá vàng là 1094 đô la 90 cent một ounce. Giá dầu thô 46 đô la 77 cent một barrel căn cứ vào dữ kiện hôm thứ sáu 31 tháng 7 2015. Giá xăng 2 đô la 665 một gallon căn cứ vào công ty AAA thứ 6, 31 tháng 7, 2015. Đồng euro tương đương với một ví kim 10 xu của Hoa Kỳ. Lãi suất mortgage Freddie Mac thứ 5, 30 tháng 7, 2015. 30 năm cố định 3.98% và 15 năm cố định 3.17%. Tình trạng thất nghiệp, tuần lễ kết thúc thứ Bảy 25 tháng 7 2015 có 267.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, tăng 12.000 so với tuần lễ trước đó. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy, 18 tháng 7, 2015, Mỹ có 2 triệu 262.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, tăng 46.000 so với tuần lễ trước đó. Đó là theo dữ kiện từ Văn phòng Thống kê Bộ Lao động, hôm thứ Năm, 30 tháng 7, 2015. Kinh tế Mỹ cung cấp 223.000 việc làm mới trong tháng 6, 2015. Theo Văn phòng Thống kê Bộ Lao động, hôm thứ Năm, mùng 2 tháng 7 2015. Tỷ số thất nghiệp xuống mức 5.3 cho tháng 6, thấp nhất trong 7 năm kể từ tháng 4 năm 2008. Điều đáng quan tâm là lực lượng lao động tại Mỹ gồm những người đang có việc làm và những người đang tìm việc làm trong tháng 6 lại xuống mức thấp nhất trong lịch sử 37 năm. Kể từ năm 2000, lực lượng lao động Mỹ đã thu rút nhỏ lại hơn bất cứ quốc gia tiền tiến nào, ngay cả khi kinh tế Mỹ đang phát triển tốt hơn nhiều. Lực lượng lao động tại Mỹ gồm những người đang có việc làm và những người đang thực sự tìm việc làm đã giảm 4.5% xuống còn 72.7% cho lứa tuổi từ 15 đến 64. Theo phúc trình mới đây của cơ quan OECD nghiên cứu trên 38 quốc gia. Và Hoa Kỳ là một trong ba nước trong danh sách có lực lượng lao động rút nhỏ lại. Kinh tế Mỹ. Tuần này thị trường chứng khoán đã có sự cải thiện, cả ba chỉ số Dow Jones Nasdaq và S&P 500 đều đi lên. Tổng kết trong năm ngày qua, Dow Jones tăng cộng 0.69%, Nasdaq tăng cộng 0.78% và S&P 500 tăng cộng 1.16%. Thị trường chứng khoán Nikkei 225 của Nhật tăng cộng 0.30%. Hồng Kông Hang Seng tăng 0.56% và London FTSE 100 tăng cộng 0.41% và DAX của Đức tăng cộng 0.46%. Thị trường việc làm tại Mỹ tuần này lại trao đảo, vẫn tiếp tục trao đảo mỗi tuần như thường lệ, chứng tỏ sự thiếu tính bền. Số người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu và số người đang còn hưởng quyền lợi thất nghiệp trao đảo nghịch chiều hàng tuần. Sự thiếu tính bền của thị trường việc làm đã tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến tính bền của sự phục hồi kinh tế Mỹ. Giá dầu thô đã xuống dưới 47 đô la một euro và giá xăng trung bình đã xuống mức 2 đô la 6,65 một ca lông. Sở dĩ giá dầu thô và giá xăng đang đi xuống là vì số lượng dầu sản xuất trên thế giới đã vượt quá nhu cầu tiêu thụ hơn 3 triệu rưỡi baro mỗi ngày. Dầu tồn kho ứ động, giá dầu tiếp tục đi xuống dưới 47 đô la một baro. Lợi nhuận của các đại công ty dầu đã đi xuống lớn trong năm qua. Kết quả phổ biến hôm thứ Sáu 31 tháng 7 lại còn tồi tệ hơn dự đoán. Công ty Chevron công bố lợi nhuận giảm 90% từ 5,7 tỷ Mỹ Kim trong Tam Cá Nguyệt thứ 2 của năm 2014 xuống còn chỉ 571 triệu Mỹ Kim năm nay. ExxonMobil chẳng khá gì hơn. Lợi nhuận từ 8,8 tỷ Mỹ Kim của đệ nhị Tam Cá Nguyệt 2014 đã rớt xuống còn 4,2 tỷ Mỹ Kim cho năm 2015 chưa đầy một nửa so với năm rồi. Khai thác dầu vốn là một doanh nghiệp có lợi nhuận nhiều nhất trên thế giới. Nhưng điều này không còn đúng nữa. Vấn nạn này đã trở thành rất dễ hiểu. Giá dầu thô đã rơi từ hơn 104 đô la một barrel hồi tháng 7 năm ngoái xuống dưới 50 đô la một như hiện nay. Thế nên sẽ không có ai lấy làm ngạc nhiên nếu giá sần xuống trở lại 2 đô la một lông trong thời gian sắp tới. Đồng đô la đang lên giá trở lại đã gây ảnh hưởng không thuận lợi cho ngành xuất cản của hàng hóa Mỹ. Giá dầu đi xuống và đồng đô la tiếp tục lên giá đã và đang gây ảnh hưởng tiêu cực cho thị trường việc làm của Hoa Kỳ. Giá vàng tiếp tục đi xuống, đã xuống hơn 40% kể từ thời kỳ cao điểm của năm 2011 và sụp xuống dưới 1.100 đô la một ounce hôm nay, thấp nhất trong vòng 5 năm. Sự suy sụp của giá vàng hiện giờ có thể chỉ là bước mở đầu cho sự tụt giá xuống chỉ còn vào khoảng 350 đô la một ounce như giá của năm 2003 theo như dự đoán của ông Claude Erf của công ty TCW Group. Thị trường địa ốc trong tháng 6 và tháng 7 của 2015 cho thấy dấu hiệu cải thiện với giá nhà trung bình trên toàn quốc đã tăng khoảng 9% so với cùng thời kỳ của năm trước. Tuần này, lãi suất mortgage đi xuống có thể là do ảnh hưởng từ sự nhạy cảm của thị trường chứng khoán. Puerto Rico, một lãnh địa của Mỹ, sẽ không có khả năng trả nợ 58 triệu Mỹ Kim kịp hạn kỳ vào ngày thứ Bảy mùng 1 tháng 8 và rất có thể sẽ chính thức tuyên bố bị vỡ nợ vào ngày thứ Hai mùng 3 tháng 8 đầu tuần này. Tổng số nợ của Puerto Rico đã lên đến 70 tỷ Mỹ Kim và hiện chưa có giải pháp thích ứng nào. Kinh tế của Puerto Rico đang ở trong cơn xoáy của tử thần theo lời của thống đốc Alejandro Garcia Padilla. Kinh tế Mỹ đã lên tinh thần phần nào trong mùa xuân và mùa hè năm nay, tạm được nhưng chưa phải là ở mức kỳ vọng. Tổng sản lượng nội địa GDP Gross Domestic Product của đệ nhị tam các quyệt 2015 là 2.3%, trong khi các kinh tế gia đã kỳ vọng từ 2.5% đến 3%. Kinh tế thế giới Nếu lịch sử là một sự lặp lại, thì có lẽ đây sẽ là điều không tốt đẹp gì cho Trung Quốc. Thị trường chứng khoán Trung Quốc bị suy sụp mạnh. Thị trường chính tại Thượng Hải đã xuống 30% kể từ mức cao điểm vào ngày 12 tháng 6. Nhà nước Trung Quốc đã tỏ ra sợ hãi và phản ứng bằng nhiều nỗ lực nhằm ngăn chặn sự tiếp tục sụp đổ. Nhà nước đã can thiệp bằng cách cho áp dụng thứ nhất, mua lại chứng khoán và thứ nhì, không cho phép các công ty mới gia nhập vào thị trường chứng khoán. Lý thuyết thì có vẻ hợp lý, nhưng trên thực tế, hai chính sách này đã từng được thử nghiệm trước đây tại Hoa Kỳ và Anh Quốc và đã không có kết quả khả quan. Phó Thủ tướng Nga Ogan Golodets phát biểu trên đài truyền hình của Nga vào tuần trước rằng tình hình kinh tế tại Nga đã trở nên nguy kịch. Sự suy sụp của đồng rouble của Nga đã tạo nên nạn lạm phát gia tăng lên 16%, khiến bãi lực của tiền lương giảm 14% trong tháng 5 và 7% trong tháng 6. Sự kết hợp của sự cấm vận của Mỹ và đồng minh cùng với sự mất giá dầu đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng kinh tế nặng nề. Sự kiện này đã đẩy thêm 3 triệu dân Nga vào tình trạng nghèo khổ nhiều hơn so với năm rồi. Tổng thống Nga Putin đã chính thức ký sắc lệnh trong tuần trước sa thải 110.000 công chức bộ nội vụ, nghĩa là khoảng 10% trong chương trình thắt lưng buộc bụng tại Nga hiện nay. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chánh cuối tuần xin được tạm ngưng nơi đây xin hẹn thay ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới